Wow. Nói bình tĩnh nha anh em. Em thích mua cây dè hay là cây tơ thì liên hệ mình. Coi hoàn toàn nằm trong chậu. Đầu đang rừng búp xanh là rất đẹp này. Không? Lột lá ra rồi mới thấy được chính xác độ đẹp của dàn tay dâm của cây. Là mấy cây già này, cốt lớn này, gốc đớ rỡ bự, bự chán này. Chụp ra là bự, khiếp đều rỡ trái đều hết. Hoa đẹp, hoa đẹp cánh kín. Là giá thì nó thấp hơn. Cái này nó to hơn nè. Cái này là rừng bụp xanh hả? Và mấy cái tơ này nè. Rừng bụp xanh lên quá đẻ luôn, lúm phúng hết rồi. Cao độ 1 mét trở lên hết nha anh em, lùng lực. Đó, chùm chùm chùm. Ươm trồng từ hạt lên và nằm trong chậu. Giờ cây dưới thấp chứ cây đồn cao nhìn coi nó giàu đẹp. Này là cúc này. Cúc dè này. Gốc đớ này không. Phum lùng, cây này cao ở 8 tấc à. Chung cây mình đa dạng lắm nha. Có những cây tơ nó còn cao hơn mấy cây dè nữa. Cục rin nữa nè, hoa đẹp. Kia cái mai đột xanh này. Đó, mai đột xanh này. Không. Góc này. Giờ nó rừng bắp xanh lên quá trời luôn em. Rồi, một xí một lê liên hệ mình nha. Rừng lên đủ thì nó sẽ chầm chầm như thế này. Đấm cục cục này nè. Đấm cục cục này. Đủ độ của nó là nó sẽ bắp nó lớn lên chầm chầm nha. Đó, hoa cánh kín như này, cánh kín rất đẹp ha. Cánh kín cũng hoa ngắn, nhìn hoa nó đơm nó lực, nó vàng đậm đè, hoa đẹp chùm chùm. Đó, cái cây dạo này, dạo đỏ tiếp này. Cái này nó lớn à, dè. Mình sẽ giao lưu chỉ có vài sợi thôi nha anh em. Tùy theo khoai mình định giá nha. Mình cứ quay tổng quát như thế thì anh em đỡ anh em biết thôi. Chùm chùm hơn. Nó còn rất là nhiều nụ chưa rừng lên búp nữa. Có búp nở, có nụ. Nó chờ.
phong cây như tán đào luôn. Cái này nó già, chung hồi giáo mình nó ươm đẹp, giống đẹp. Cái này nó chưa rừng búp xanh lên, cái là cúc à. Cúc lớn này, cái rinh này. Đầu nó rừng bắp xanh lên này. Quá trời, đóng cục cục hoa nó này, đây thấy hoa rồi này. Cho hoa này à, hoa đơm gì rất là nhiều lớp nha anh em, hoa đơm nhiều lớp cánh gì đơm về phía trước nó dùm lên, dùm parabol cuốn hoa ngắn rất là lực hả, chùm chùm. Xuống nụ với nữa nè, quá đẹp luôn đó anh em đó. Có mấy hoa rồi, trời thoải mái, gốc đỡ bự vành trên 20, vành hai mấy đó. Một cái rễ nó này to như ngón chân cái, còn ngón tay cái nó nhỏ xíu, ngón tay cái nó nhỏ lắm. Cái này đi phum lùng lực, đứng từ xe anh quay. Anh em mua cái này và là giống ok lắm anh em. Hoa đẹp, quan trọng là nước hoa nữa nha anh em, chắc hoa không đơm mà đẹp. Đó, đơm đẹp quá. Rồi anh em nào thích thì liên hệ mình, số điện thoại là 0849020790 nha anh em. Đẹp xuống nụ. Rồi xin chào ha.